Chào các bạn đến với Express TV, kênh cập nhật tin tức mới mỗi ngày. Tình duyên lận đận của ba nữ MC bạn muốn hẹn hò. Mắt tay xe duyên thành công cho nhiều cặp đôi, nhưng ba bà mối Ngọc Lan, Cát Tường và Nam Thư lại lận đận trong đường tình cảm của chính mình. Gắn bó với chương trình bạn muốn hẹn hò. Cát Tường, Ngọc Lan và Nam Thư được gọi là các bà mối mắt Tây tắt thành cho nhiều cặp đôi nên duyên. Thế nhưng ngoài đời, ba mỹ nhân đều lận đận tình duyên. Ngọc Lan không muốn tái hôn. Đang là bà mối mắt tay của chương trình bạn muốn hẹn hò, Ngọc Lan từng có cuộc hôn nhân chống vánh 3 năm với diễn viên Thanh Bình. Khi ấy, Thanh Bình khẳng định lý do họ chia tay không vì người thứ ba. Việc đường ai nấy đi là tự nguyện sau thời gian cả hai không tìm được tiếng nói chung. Sau khi ly hôn, Ngọc Lan dành khoảng nửa năm ở nhà tập trung chăm sóc con trai, việc đưa đón con đến trường mỗi ngày Thời gian còn lại, cô tham gia một số game show, ít nhận phim truyền hình. Tháng 3 năm 2020, Ngọc Lan ba lần nhập viện khi mắc nhiều bệnh khác nhau, uống nhiều kháng sinh, sức khỏe, thần kinh cô bị ảnh hưởng. Khi đã ổn định tinh thần, người đẹp mới tích cực quay trở lại showbiz, tức bật đóng phim, quay chương trình, làm MC. Ở tuổi 38, nữ diễn viên cảm thấy cuộc sống vẫn hạnh phúc, dù nhà chỉ có mình và con trai. Bận rộn với công việc, Song Ngọc Lan vẫn dành đủ thời gian chăm sóc con. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên vẫn thường xuyên đăng tải khoảnh khắc vui vẻ bên quý tử. Đối với mỹ nhân kiều nữ và đại gia, hạnh phúc là được nhìn thấy con khôn lớn mỗi ngày. Trở thành mẹ đơn thân, Ngọc Lan càng khiến khán giả ngưỡng mộ khi chứng tỏ bản lĩnh của một người phụ nữ mạnh mẽ. Trong một chương trình truyền hình, cô tự tin nói mình đang nuôi dạy con khá tốt. Ngọc Lan cũng khiến nhiều người ngạc nhiên khi thổ lộ là không có nhu cầu tái hôn hay sống chung với ai vì không muốn người lại dạy dỗ con mình. Ngọc Lan quan niệm, phụ nữ hiện đại không lệ thuộc vào bất cứ điều gì mà phải chủ động với cuộc sống của mình. Khẳng định ly hôn không có nghĩa là thất bại. Cô chia sẻ, sự thất bại của một con người là không làm, không sống được theo ý mình muốn, mà lệ thuộc vào người khác. Các tường ba lần yêu trai trẻ đều đổ vỡ. Nghệ sĩ ưu tú các tường bà mối nổi tiếng nhất nhì showbiz Việt, có cuộc sống hôn nhân không mấy trọn vẹn. Năm 2001, cô lên xe hoa, nhưng sau đó hai vợ chồng nhanh chóng đường ai nấy đi, khi con gái còn rất nhỏ. Kể từ đó, Cát tường luôn chăm chỉ lao động nghệ thuật và kiếm tiền, một mình nuôi con đến lớn. Hơn 10 năm sau khi ly hôn, các tường công khai quan hệ tình cảm với người mẫu, diễn viên Minh Thành, kém cô 13 tuổi. Họ hẹn hò trong 2 năm rồi chia tay. Trong chương trình Sức sống thanh xuân, Cát tường tiết lộ, ngoài Minh Thành, cô từng quen thêm hai người đàn ông kém tuổi khác. Tuy nhiên, các mối tình này đều không đem lại trái ngọt. Cô tiết lộ, Chênh lệch tuổi tác là rào cản lớn nhất khiến họ không thể ở bên nhau. Ở tuổi U50, các tường vẫn trẻ trung và xinh đẹp, lại giàu có. Cô gần như tập trung toàn bộ tâm lực vào sự nghiệp và việc chăm sóc con gái. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là bà mối quốc dân đã hoàn toàn hờ hững với chuyện yêu đương. Cô cho biết bản thân vẫn mong đợi mối quan hệ mới, tại sao tôi vẫn khao khát lấy một người chồng, để tuổi già có ông, có bà, đùm bọc nhau. Nam thư vẫn lẻ bóng ở tuổi 36. Nam Thư là một trong những diễn viên hài, được đông đảo người hâm mộ yêu mến. Chính vì vậy, Nam Thư là người được chọn đảm nhận vị trí MC bạn muốn hẹn hò. Đồng hành cùng Quyền Linh sau các tường, dù cũng nhận được nhiều đánh giá tích cực từ công chúng, nhưng Nam Thư vẫn quyết định rời chương trình chỉ sau 6 tháng đảm nhận vai trò bà mối. Dù luôn mang đến tiếng cười cho khán giả, nhưng đường tình duyên của Nam Thư cũng nhiều lần trắc trở, lận đận đẫm nước mắt. Nam Thư từng có mối tình 6 năm với nam diễn viên Quách Ngọc Tuyên. Cả hai chưa từng mâu thuẫn hay làm gì có lỗi với nhau. Lý do không thể cùng nhau bước tiếp là vì cả hai còn quá trẻ. Lúc đó Nam Thư mới 19 tuổi, họ vẫn giữ đối phương ở vị trí quan trọng. Thậm chí nữ diễn viên còn tuyển bạn gái cho người yêu cũ trên sóng truyền hình, khiến khán giả xúc động. Nếu ai hỏi Nam Thư còn thương Ngọc Tuyên không, Nam Thư sẵn sàng trả lời còn thương, rất thương. Nhưng để hỏi còn yêu không thì không còn yêu nữa. Ngọc Tuyên sẽ là một người bạn hết sức tuyệt vời, sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ nữ diễn viên từng tâm sự trong chặng đường tham gia nghệ thuật, diễn viên Nam Thư vướng một số tin đồn hẹn hò cùng các sao nam khác như diễn viên Bom, Anh Tú. Tuy nhiên cô không thừa nhận mối quan hệ và khá kín tiếng chuyện riêng tư. Nam Thư từng vướng nghi vấn có mối quan hệ tình cảm với Thành Vinh con trai của danh hài Hoài Linh. Tuy nhiên, Thành Vinh Linh tiến phủ nhận. Con trai của danh hài Hoài Linh cho biết giữa anh và Nam Thư chỉ là mối quan hệ chị em thân thiết. Ở tuổi 36, kiều nữ làng hài vẫn chọn cuộc sống lẻ bóng. Dù chuyện tình duyên có nhiều trắc trở nhưng Nam Thư vẫn luôn tự tin, tận hưởng cuộc sống đúng nghĩa. Cô luôn hết mình với công việc, lạc quan, vui vẻ, đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp. Cảm ơn các bạn đã xem hết video, đừng quên bấm like, share và đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ các video mới nhé.